Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kết thúc chuyến công du châu với một lịch trình nghị sự chất đầy những nhiệm vụ nặng nề, nhất là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine đang được xem là thách thức lớn nhất hiện nay đối với vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây để tìm hiểu rõ hơn về chuyến thăm châu Âu và những thông điệp đằng sau chuyến công du của người đứng đầu Nhà Trắng lần này. Ngày 24 tháng 3, trong một tháng kể từ khi chiến sự nổ ra tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm quan trọng tới châu Âu với chương trình nghị sự rất đáng chú ý. Chuyến công du châu Âu kéo dài 4 ngày của Tổng thống Mỹ Joe Biden được đánh giá có tầm quan trọng trong bối cảnh châu Âu đứng trước nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Tại châu Âu, ông Biden đã tham dự hội nghị tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, gặp mặt các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU và các lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại Bruxelles, Bỉ để thể hiện sự hợp tác trong việc trừng phạt Nga và cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Tại điểm dừng chân tiếp theo ở Ba Lan, người đứng đầu Nhà Trắng tập trung vào cuộc khủng hoảng sơ tán do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như để trấn an các đồng minh ở rìa phía đông của NATO. Có thể thấy, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ có những hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn, ông chủ Nhà Trắng không thể tiếp tục ở lại Washington và chỉ giới hạn hành động trong việc ký khoản viện trợ 800 triệu đô la Mỹ. Ông buộc phải có mặt ở gần hỏa tuyến để trực tiếp quan sát, lắng nghe, đánh giá và thảo luận về các vấn đề liên quan, trải dài khắp lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế. Tương lai của châu Âu hiện đang ở thế bất định trong bối cảnh những thách thức về nhân đạo ngày một gia tăng. Hàng triệu người tại Ukraine đã phải di tản sang các nước khác. Chiến sự cũng đe dọa đến mùa vụ lúa mạch và lúa mì của Ukraine, làm tăng nguy cơ nạn đói tại nhiều khu vực trên thế giới. Cuộc chiến này sẽ không kết thúc nhanh chóng hay dễ dàng. Trong vài tháng tới, phương Tây sẽ hợp sức. Tổng thống Mỹ đến châu Âu là để nhằm đảm bảo sự đoàn kết với các đồng minh. Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ tại Ba Lan, quốc gia có đường biên giới chung, nơi tập trung lớn nhất của dòng người sơ tán khỏi chiến sự từ Ukraine, cũng là nước thành viên NATO dễ bị ảnh hưởng trực tiếp nhất bởi các hành động quân sự là điều vô cùng cần thiết. Mỹ không đóng vai trò đáng kể trong nỗ lực hòa giải Nga-Ukraine từ sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự, nhưng thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev thông qua việc viện trợ vũ khí sát thương, hỗ trợ nhân đạo và các biện pháp trừng phạt chống Nga. Nhiều chuyên gia tin rằng Tổng thống Biden sẽ mang đến châu Âu thêm những cam kết vững chắc mới về sự đảm bảo an ninh của Mỹ ở lục địa già. Chuyến vượt Đại Tây Dương sang châu Âu lần này của Tổng thống Mỹ Joe Biden chất đầy những nhiệm vụ nặng nề với mục tiêu xử lý nhiều vấn đề hóc búa cả về đối ngoại lẫn phương diện đối nội. Không chỉ vị thế của nước Mỹ cần được bảo toàn, mà chính địa vị của Đảng Dân Chủ cũng cần được củng cố khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã rất gần. Đối với Tổng thống Joe Biden, các cuộc hội đàm trong chuyến công du châu Âu lần này là một cơ hội để chứng minh những ưu tiên chính sách đối ngoại mà ông đã cam kết khi tranh cử với việc khôi phục quyền lãnh đạo của Mỹ và hàn gắn các liên minh đã rạn nứt. Trong chuyến thăm, ông Biden đã thể hiện những nỗ lực trực tiếp nhất của mình, hội đàm với những người đồng cấp vào thời điểm quan trọng của cuộc khủng hoảng nhằm thống nhất liên minh phương Tây. Một trong số các chủ đề mà các nhà lãnh đạo phương Tây thảo luận là cách đối phó nếu Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học hay tiến hành một cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng muốn thúc đẩy hành động của các đồng minh với Nga nhân chuyến thăm châu lần này. Với một lịch trình hội đàm dày đặc, nhà lãnh đạo Mỹ đã công bố một số hành động cùng với các đối tác như hỗ trợ quân sự hay tài chính cho Ukraine, tăng cường an ninh năng lượng của châu Âu và giảm sự phụ thuộc của châu lục này vào khí đốt của Nga về lâu dài, và đặc biệt là siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Chỉ trong vòng hơn 3 tuần, các nước EU đã ban bố 4 vòng trừng phạt nhằm vào 685 cá nhân của Nga và Belarus, cũng như hệ thống thương mại và tài chính của Nga. Sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga và mong muốn châu Âu hành động tương tự, EU đã thể hiện sự lưỡng lự. Tổng thống Biden đã cùng với các đối tác Mỹ áp dụng thêm biện pháp trừng phạt đối với Nga, đồng thời siết chặt các biện pháp hiện tại nhằm đáp trả cuộc tấn công của Nga tại Ukraine và đảm bảo việc thực thi đầy đủ các biện pháp đó. Một trong những mục tiêu chủ chốt khác của ông Biden trong chuyến thăm lần này là để có những điều chỉnh trong dài hạn đối với việc bố trí lực lượng NATO ở sườn phía đông. Cuộc họp thượng đỉnh bất ngờ giữa Tổng thống Biden với các nhà lãnh đạo các nước NATO đã thể hiện sự đoàn kết của liên minh, sự ủng hộ đối với Ukraine và sự sẵn sàng bảo vệ mọi thành viên NATO. Không ai dám chắc, với những động thái đã thể hiện,
cũng như với những kế hoạch đang được nước Mỹ xúc tiến, việc Tổng thống Mỹ Joe Biden công du đến châu Âu sẽ có tác động như thế nào đến bối cảnh chiến dịch quân sự giữa Nga và Ukraine? Song, lùi xa khỏi những khu vực giao tranh, không để mình bị hút vào các diễn biến chiến sự, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng nhận thấy nhiều nút thắt đang chờ đợi được tháo gỡ hơn trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu.